Không, để thử cái cạnh cạnh cái góc dưới này coi nè. 6 months later. À bên đây. Kiếm ở đâu được thì kệ tụi bay, nhưng mà tụi bay vi phạm thì tao cấm tao cấm vậy thôi. Còn tụi bay sống chết mặc bay, trời ơi mày chạy lâu mày còn mày hỏi tao chuyện đó, trời ơi gì nữa. Mày chạy lâu rồi mày hỏi tao chuyện gì, trời ơi đó nữa. Nhưng mà mấy bữa nay anh như ấy là khoảng tuần này phải không? Ấy không phải trời. Trong dịch lý do tại sao trong dịch là một mỗi ngày 1 triệu gì biết không? Mỗi ngày 1 triệu là do tài xế người nghỉ quá nhiều. Không phải nghỉ, lý do là gì? Ai muốn vô mua nhiều thật nhiều thằng trữ đằng do thằng quá nhiều vô để mà phòng lúc đói là khổ chết đói. Ai cũng muốn vô mà đầu tư mua nhiều đổ tiền ra mua mà. Bởi vì mày thấy siêu thị á, vô là thấy trong đống lơm lắm mà. Siêu thị rồi cửa hàng bách hóa nó vô sạch sẽ. Cái đó là tầng lớp mà shipper là đi ngoài đường nha. Còn chưa kể là người nhà nó đi ra ngoài đường nó gom hàng, nó gom còn hơn rồi nó đi cướp giật nữa. Hỏi mẹ là ăn gì đó, là ăn kiểu gì? Đúng rồi. Bây giờ nhà nước đi toàn đi sao đám đông luôn à. Nhà nước với mấy nhà quản lý họ đi sao đám đông luôn à. Thấy người ta đi đổ xô vậy đó, bắt đầu tìm cách này cách kia đi sơn luôn mà không mà không biết chặn đầu. Có nghĩa là nhà nước ra cái chỉ thị đó là cũng không có lường trước được là đông đông quá không ra đường đông quá mà không là chạy đi sao cái sự kiện đi sao sự kiện không à? Sự kiện xảy ra rồi cái nào bắt đầu ra cái ra lệnh cấm từ đủ cái trò mà muộn rồi ha, sự việc đã xảy ra rồi muộn rồi lại nảy ra cái mới lại cấm tiếp lại cấm tiếp xong rồi cái nó quay là sự kiện cũ là lệnh cấm là lo là lệnh cấm này đi cản trở sự phát triển cản trở sự phát triển là than thân cái phận. Ủa sao Việt Nam cũng giàu lắm mà tại sao nghe hoài ở đâu cũng mấy ổng với ai. Nhưng mà nếu mà ra cái chính sách mà ví dụ mà đón trước xu hướng thì nó là hay hơn đúng không? Đừng nghĩ là đón trước xu hướng là thành công. Phải từng trải, phải biết, phải đón định. Định lượng, định tính. Chứ không phải là ngồi đó tính tự 100 đồng, ta bỏ ra 100 đồng, ta phải ru 150 đồng. 149 đồng là tụi phải ù cho ta 1 đồng. Nó đâu có. Đúng rồi. Nhưng mà mấy bữa nay ấy là nguyên nhân sao ta? Nguyên nhân mấy bữa nay thì mày biết rồi, đầu cơ đã qua cái đợt đầu cơ rồi, bây giờ nó mới mở ra, bây giờ thì sao? Shipper nhiều. Shipper quá đông được không? Người dùng ít, nhu cầu thì nó chạy ra nó quán nó mua. Đúng rồi, bây giờ đi lại dễ dàng rồi. Hồi xưa đó, shipper đó giá trên trời. Trên trời nó không phải chịu. Để nó mua hàng về nó trữ. Còn bây giờ giá lên trời, tụi mày ngồi chơi đi, tha tự đi mua. Đúng rồi. Mày ngồi chơi đi, tao tự đi mua, tao về tao xài. Bây giờ nhiều khi ra chỗ siêu thị kia là thôi tự đi mua cho rồi, mặc ship chi đâu. Nhu cầu giảm xuống đâu, mình ship bơi. Chưa kể là bực bội rồi, gặp mấy cái thằng trời đánh là lừa gạt là đi xe đi liên quận, liên phường, rồi thông chốt, rồi gặp công an, rồi bao lô, bao đề gì đó.
rồi trên mạng mày, mày qua cái hết trên mạng mày biết rồi á. Thì phải ra chính sách gì cho anh em để tối ngày rồi thu hút tài xế được. Ơi, con người ta, ông Phật đã nói rồi, tham sân si, ta có ba món đó à. Có ba vốn gia tài, ta có ba món à. Mày lấy cái đường này lấy hết thì rồi mày làm Phật rồi. Đúng chứ rồi. Mày đâu còn là chúng sanh. Đúng rồi. Đúng không? Gia tài ta có ba món là tham sân si. Mà mày để lấy cái gì tham? Mà lấy luôn chỉ si, sân. Rồi mấy lượt lấy luôn chỉ si. Thôi mày biến mẹ thành Phật hết đi chứ mẹ. Làm mẹ gì ở cái thế giới này làm gì gì nữa. Bây giờ nếu mà không lấy điện chữ tham thì xã hội sẽ bị trệ. Ai cũng đâu có làm gì đâu. Tham làm gì? Riêng tự nhiên không tham tiền đó đầy đường thôi mà bà không có làm gì là ăn gì cũng được mà đi trễ sân ai cũng cười tán như mặt bóp đắp mặt rầm khùng không khùng hay đi đúng rồi đúng rồi. Có nhiều khi anh thấy đơn ít qua là anh nó biến chạy luôn nhiều khi mấy bữa nay á họ được biến nhưng mà nó xui theo ngoài đường thời gian chờ đợi nó quá lâu đi mình phải chán là về luôn chạy được thì mình mừng cũng được thì nó hết mà theo tình hình sắp tới này có cải thiện không tình hình sắp tới này cuối năm mới đỡ tao đâu phải là nhà hoạch định đâu mày hỏi tao cái chuyện chồng trên trời đó mày ơi tao đâu phải nhà hoạch định đó mà chắc tình hình chắc phải nhiều người phải tản ra bớt rồi chứ mà đô bu đông quá không có đơn gì phải tản nó bớt làm gì khác đâu chạy này phụ đó mày nghe mày để ý rồi một cái ngành nghề nào đó mà có ăn á như cái đám cành cành nó bu lại nó xé ra mỗi người được có một miếng xíu ngon hay đẹp quá con mấy thằng người khu minh mà lò xíu chúng á thấy như một con nai kỳ mà bố mình tạo à, nó không muốn mà nó đám kia què quá hết rồi nó bay không nổi nữa quất nhìn con này nó đang xong anh chừa nó hồi xưa mấy cái cần cần nó bay lại lần ba cái này là con xác hồi nó vậy đó. Cái thứ ba gì đó cái phần mềm thứ ba đó là mô móc ra là
được nhận đơn trước 30 giây để mà tha hồ mà chọn á, chứ đó xã hội đâu phải dừng ở điểm, ở điểm mà thằng nào cũng như thằng nào cùng một lúc nhận bao nhiêu đơn mà chậm chọn nào nhanh tay được đó. Đúng rồi thằng nào nó cũng ngu đàn gì kiểu đó, có xã hội đó có nhiều muôn hình bạn trẻ. Nhưng mà nếu mà tuyển không giới hạn như vậy cũng quyền lợi công ty thôi, tại vì càng đông thì càng công ty càng có lợi đó, bán được nhiều hàng. Nói mày nghe, cục bánh 80 đồng thì nó phát ra là cái kiểu gì đi nữa đó thì nó thu về cũng là 80 đồng. Còn anh em mình chết đói hay chết khác gì kìa mẹ mày, không quan tâm. Chạy sao cả đó, mỹ là cứ 80 đồng vừa túi tao, cứ là đóng tiền mua đồ hay là đóng tiền ký quỹ này kia là ngon lành là vô, giống như là miếng mồi ngon hai mặt chơi đó, cứ là cứ mày suy nghĩ đơn không phức tạp quá, đơn giản chứ mày phải không? Miếng bánh 80 đồng mà giờ tao rẻ rồi, miếng bánh 80 đồng giờ có 100 thằng tài xế tao cũng miếng bánh 80 đồng dĩ nhiên nó dành nhau rồi, nó sâu xé nhau các kiểu thì công ty nó dành được 80 đồng đúng chứ đâu thiếu nó dành được 90 đồng hay 100 đồng. Bây giờ ví dụ như là người ta xế vô đi mua đồ xong xôi rồi thì ra chạy không được thì nghĩ là bán đồ lại là chuyện của tài xế, còn công ty chỉ biết thu vậy thôi. Cái chuyện có mệt quá mày chuyện tào lao quá, mày nghĩ chuyện đi đâu đúng rồi còn nghĩ chuyện đâu. Bởi vậy trâu cột ghét trâu ăn là vậy thường là trâu cột ghét trâu ăn quá, giống như là mình thấy mình làm ăn được rồi, thế nào tao cũng phải quyết người ta coi miếng bánh rồi sao tao sẽ nhảy vô cái nhẹ lách né rồi chọt nhiều càng nhiều, môi nhà nhiều càng tốt. Đúng rồi vậy thôi, trời nó vậy á. Đúng rồi, nhiều khi mình khám phá mà khám phá chưa hết, nó vô tình nó phát hiện thằng mày có rồi, nó tung người ra, nó vô trà trộn người vô gián điệp mà trà trộn người vô tìm hiểu này nọ các kiểu rồi đó, nó vui móc rồi nó phá hủy, chứ là nó gây sự cố về app này nọ, mạng miết hay là điện đón hay cái gì đó đồ hùng mà nó lửng. Tôi nói rồi, đồ xung quanh nó thơm như muối mít. Thế mày là người ta có chơi cách đó không hay là ai cũng chơi công bằng hả? Chắc mày nghĩ ai chơi công bằng chỗ đó hả? Sao mày nghĩ thơ dữ vậy hả? Mày nghĩ thơ quá, ai cũng công bằng đó không? Thấy ngày xưa ít người chạy còn ngon chứ giờ đông quá rồi nó không bằng. Tao biết hết mà thôi mẹ. Tao làm thì được nhưng mà thôi, làm được chứ gì đâu, không ít lợi gì đó. Đúng rồi làm mất công thằng con mình nó mới làm được đóng tiền ra rồi con mình ỷ lại rồi nó không lo làm nữa, bê bết ra lắm chuyện trên đời nó phiền nào mà mình làm cái tiền đâu phải là yên thân đâu. Thuế má kiếm chuyện rồi công an rồi chính quyền này nọ thôi, chi phí đó là bằng được là chi phí đời, chi phí xảy ra nhiều lắm, chi phí nó nhiều cái đó. Cái bình đó thì nó ít chi phí chứ mà mình làm ăn được là chi phí càng làm ăn được. Bình cái chỗ nào là yên ổn, áo bình chỗ nào là yên ổn, ngày chứ 10 đồng là yên ổn đó, thì chi phí là gì mà nó không quá chi phí là gì mà làm nhiều quá nên là nó không phải nhiều, nhiều là làm nhiều quá thì công ty nó lại không phải nhiều, nó bắt cho tiền kia, nó lại nặng sẽ ra làm nhiều quá.
chơi mà bất cẩn đi ra đụng xe là chỉ trách nhiệm. Nhưng mà cái đó xui đổ qua đường công ty cũng không có biết được đâu. Nó biết luôn á là làm gì mày. À biết rồi. Anh đi nếu mà tụi nó nhân đạo thì cho mày điều. À còn không nhân đạo ba má mà không quên phong đàn nữa cũng tức gì ta. Mày kiện đi. Biết rồi cũng đại đó bao nhiêu phải công ty biết mày biết sự cố mình xảy ra chứ. Biết rồi để thôi biết gì đâu để đó không. Thân tình để cho vài triệu rồi ngồi gia đình không. Này phải sinh ra đến đẹp đúng không? Không biết không? Mày đi thơ quá là tự nhiên nói gần cái gì mày thế mày gần đi thơ quá. Mà đợt sáng bệnh công ty hỗ trợ mà đợt mà nếu mà nhiễm á công ty còn hỗ trợ chương trình mà mày có được không? Không có bị nhiễm đâu công ty hỗ trợ. Đừng có nói được thì nói nha. Hướng dẫn có đợt hỗ trợ công an phạt luôn á. Đợt mà hỗ trợ mấy anh em bị phạt 2 triệu là công ty hỗ trợ đúng không? Đang trình đúng không? Cái người đàn á tao nói cái người nhận á là ai? Người nhận á là tài xế mày dặn là khoan rồi thanh để tao nói hết rồi mày nói sao một chút à. Chịu khó nghe tao một chút. Mày nhận tiền đó là tài xế đúng rồi là nhân viên của nó là một thằng bá dơ à. Là một thằng công an dễ danh à. Là một thằng tào lao à. Mày xác định được không? Hả? Với anh chụp cái hình lên là bạn gái Amu, bạn gái Amu, bạn gái Amu, bạn gái Amu vô chụp hình lên, đưa biên bản lên, tiền lên, xong. Thắc mắc không? Còn mày còn thắc mắc gì nữa không? Nghi thơ rồi, mà nói mày nghi thơ lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là phải công ty phải kiểm duyệt rồi nên chắc là phải chờ. Gì? Nó bày trò luôn biết đừng có kiếm gì. Nó bày ra à. Kiếm gì mày nghĩ thế nó mày nó không biết tao gọi mày nghĩ thế hả cái gì đi. Được chưa? À. Nó gì thơ luôn, nó gì thơ. Chắc kiểu